Đây là buổi bán hàng online của vườn lan Trần Hải Ninh ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân. Mỗi ngày, trên 100 đơn được chốt và giao về khắp các tỉnh thành, tạo lợi nhuận trên 300 triệu đồng mỗi tháng. Nhân viên của vườn đang làm việc say mê với niềm hạnh phúc trong những ngày Tết cổ truyền đang về rất gần. Gần Tết cho nên nó rất là nhộn nhịp luôn, đơn hàng ra cũng rất là nhiều. Đó, thì em cũng rất là vui tại vì có thể là chia sẻ những cái đơn hoa lan để đến nơi của anh chị mình, chia sẻ cho tất cả mọi người ở tất cả các tỉnh á, mình có thể là mình sở hữu được những cái đơn lan nó cực kỳ đẹp luôn. Tạo ra giá trị và năng lượng tích cực không chỉ riêng mình mà còn với cộng đồng. Đó là thành quả khởi nghiệp của chàng trai trẻ Trần Hải Ninh. Qua 10 năm gầy dựng, hiện anh đang sở hữu hai vườn lan rừng rộng gần 2 hecta với các loại chủ lực như hồng đỏ, hạt vĩ, phi điệp. Vừa chơi, vừa đam mê. Nhưng mà nếu như mình đam mê mà mình càng đi về sâu thì có thể mình sẽ chuyển vào mô hình nó có thể tạo thành một cái kinh doanh hiệu quả, tạo thu nhập ổn định cho gia đình và những công nhân tại địa phương. Và thứ hai nữa là một cái mô hình mà gọi là giống như một hệ sinh thái rất là đẹp cho một cái vị trí địa phương mình. Không chỉ khu vườn của anh Ninh, trên địa bàn thị trấn Tân Minh còn có nhiều vườn lan khởi nghiệp của các bạn trẻ. Trong đó có 3 vườn lớn với diện tích gần 2 hecta. Vườn lan mang tên Không Gian Xanh này do anh Nguyễn Anh Tài thành lập sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa. Ban đầu, dẫu có khó khăn, có thử thách, nhưng sau cùng, với nhiệt huyết và đam mê, anh Tài đã thành công với vườn lan trị giá hàng tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương. Hiện anh đang là chủ nhiệm tổ hợp tác vườn lan do Hội Nông dân thị trấn quản lý. Tầm khoảng 11 năm trước, sau khi mà tôi tốt nghiệp đại học xong, thì tôi đi về quê lại thấy đất đai ở đây nó khó khăn, nước non nó không có mà lại chất đất thì nó lại không có thích hợp cho một số loại cây trồng khác. Tôi mới nghiên cứu ra những cái loại cây mà nó khắc phục được yếu tố như là đất nghèo dinh dưỡng, nước thì cần phải tiết kiệm nhất, rồi khí hậu nó quá nắng, rồi nó quá gió thì mình cần phải tạo ra một cái loại cây nào đó mà nó giảm thiểu tất cả các loại rủi ro này. Thì lúc đó thì tôi mới nghiên cứu ra, tôi mới tìm tòi, phát hiện ra là cái cây lan nó sống thích rất là tốt ở đây. Nắng càng nhiều cây lan nó càng thích, nếu mình che nắng cho nó, gió càng nhiều càng thích. Đa số các tổ hợp tác là những thành viên trẻ tuổi tại thị trấn với những cái sự năng động và có một cái nhiệt huyết là muốn giúp cho nền kinh tế của thị trấn được phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động của thị trấn. Những cái thành viên trong tổ hợp tác này chủ yếu truyền tải cái kinh nghiệm về việc trồng và chăm sóc lan, đồng thời là chia sẻ cái kinh nghiệm là bán lan như thế nào, chăm sóc như thế nào để đạt năng suất hiệu quả cao. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội về giá trị kinh tế, mô hình lan rừng còn thân thiện với môi trường, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Nhiệt huyết với nghề, sống với đam mê, gắn liền với lợi ích cộng đồng. Đây là cách nhiều bạn trẻ trên địa bàn thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân đã và đang khởi nghiệp thành công.